Chơi hụi là một hình thức tích góp tiền khá phổ biến tại nhiều tỉnh thành Tây Nam Bộ. Dựa trên thỏa thuận giữa chủ hụi và các hụi viên về mức tiền đóng, thời gian khui và lợi nhuận qua các kỳ hốt hụi. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân để tổ chức các chơi hụi lợi nhuận cao nhằm chiếm đoạt tài sản, khiến không ít hụi viên lâm vào tình cảnh tích góp cho mình nhưng rơi vào túi người. Đây là Lâm Thị Tám, một người phụ nữ có 14 năm làm chủ nhiều dây hụi tại vùng nông thôn xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu. Khoảng tháng 5 năm 2021, do không thể bù lấp khoản tiền thiếu các hụi viên, Tám đã lấy tên khống tham gia 35 phần hụi để hút hụi và bán phần hụi khống cho hụi viên khác trong 8 dây hụi mà mình đang làm chủ, qua đó chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng. Với những chứng cứ thu thập được, ngày 11 tháng 9 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lâm Thị Tám để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đầu năm 2021, Lê Thị Ngân đứng ra tổ chức nhiều dây hụi thu hút đông đảo bà con trên địa bàn xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải tham gia. Tuy nhiên, khi bị hụi viên giật tiền hụi dẫn đến mất cân đối về tài chính, Ngân đã lập ra nhiều dây hụi khống nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của hụi viên. Với những hành vi mình đã thực hiện, Ngân đã bị cơ quan điều tra khởi tố bị can và bắt tạm giam vào ngày 23 tháng 11 vừa qua. Chị nghĩ mình thời điểm đó mình bằng được. Mình dạo trước mắt như người ta giật nhiều quá rồi, mình muốn giữ cái uy tín cho mình. Rồi lấy đó lắp vô đi mình mặn, rồi mình lắp vô trả lại. Tại vì thời gian nó quá kéo dài cho mình, tận mình thời gian mình mặn ra được đồng tiền để mình lắp vô trả lại. Với việc mà lợi dụng người dân tin tưởng hoàn toàn vào chủ hụi, không mà tìm hiểu những người tham gia hụi cùng một dây hụi với mình là ai, cũng như không tham gia bỏ hụi và không khi mua hụi cũng không tìm hiểu cái người mà bán hụi cho mình là ai. Từ đó thì chủ hụi mới lợi dụng và thực hiện các cái hành vi như lập hụi ma, hụi khống, mạo danh hụi viên để hốt, và nhất là bán hụi khống để chiếm đoạt số tiền hiện nay lên đến hàng chục tỷ đồng. Những kẻ lừa đảo chắc chắn sẽ phải chịu sự chế tài nghiêm minh của luật pháp. Song đây cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả người dân. Bởi thực tế cho thấy rủi ro từ việc chơi hụi là rất cao. Mặt khác, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, trong khi một bộ phận người dân, nhất là ở vùng nông thôn, còn thiếu kiến thức về pháp luật, mất cảnh giác, dễ rơi vào cạm bẫy lợi nhuận cao. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận điều tra, xử lý 12 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi, ước tính thiệt hại tài sản của người dân lên đến hơn 80 tỷ đồng. Nếu phát hiện chủ hụi tổ chức từ 2 dây hụi trở lên, mỗi dây hụi có từ 100 triệu đồng trở lên tại một kỳ khui, thì thông báo ngay đến cho chính quyền địa phương, ở đây cụ thể là Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi chủ hụi cư trú, để chính quyền thiết lập các việc quản lý đối với chủ hụi, phòng tránh chủ hụi mà thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo cho vay lãi nặng trong quá trình tổ chức hụi.